có hơi kiến nghị như thế này. Em là cũng làm được MV này cũng 5 năm rồi mà lương của em chưa một lần được tăng. Vậy mà ông Dung, tôi mới làm ở đây có 2 tuần mà đã được tăng lương, mà cả có Yến nữa, làm được có 1 tháng mà cũng đã được tăng lương rồi. Bây giờ chị theo lời giải thích đi. Ok. Trước tiên thì em cứ bình tĩnh, chị đang rất cần một cuộc họp với chủ tịch Hùng. Em gọi điện mà em nhìn cho chị nhá. Dạ vâng ạ. Sao ạ? Em đã đặt một lịch hẹn với chủ tịch Hùng vào thứ ba ngày mai 9 giờ sáng ạ. Thế em gọi Dung về đây cho chị nhá. Dạ vâng ạ. Chị ơi, Dung đây rồi chị ạ. Em chào sếp. Dung ơi, chị đang cần một cuộc họp gấp với chủ tịch Hùng, em nhìn cho chị nhá. Dạ vâng ạ. Alo, bố à? Hả? Bố ơi, chiều bố qua công ty gặp sếp con luôn bố nhá. Vâng, 4 giờ bố ạ. Vâng, vâng, con chào bố. Dạ, thưa sếp, chiều bố em ăn chiều chủ tịch đến ạ. Dạ, tôi lắm, cảm ơn em. Ờ, thế sếp ơi, thế cái Yến nó cũng là con chủ tịch ạ? Em có Yến ở đây cho chị. Vâng, chị ơi, Yến đây ạ. Dạ, em có con ạ.